đấy. Coi như là quà cái đô tặng. Màu đỏ là nút gì vậy các bạn? Có kim cương màu đỏ hả? Không, cũng màu bà luôn. Vậy sao lại có cái nút màu đỏ là nút gì? Là nút chế, nút nhiều tích. TV, lúc mà team Lầy TV tới sau hậu trường để gặp mình trong buổi offline thì Lầy TV nói là hãy mở cái món quà này cuối video. Anh thân thằng Năng U, coi thử có cái gì không mày? Lầy tao nghi đó. Gì vậy? Ui cái này đẹp nè. Cái gì đấy? In ra hết mặt mấy ổng chứ vậy? Trời là hủ xanh. Quà của tôi mà in hết mấy mặt mấy người là sao? Thấy chưa? Hay như kiểu là cái YouTube được lấy ra hiểu không? Tại nguyên cái YouTube được lấy ra á. À. Đó, đèn thép đi bắt đây bắt một cái tình thần đó. Trời ơi. 171.847.042 lượt xem. Người đậu xanh. Ô tôi lúc đi bị đạt 10 triệu. 751 người đăng ký và cả rồi 4,655 video. Tôi biết rồi, đây gọi là một điềm báo, gọi là lời sấm truyền. Khi Osusu TV đạt đến cái mức 4,655 video trên channel Osusu TV thì lúc đó Osusu TV sẽ đạt được nút kim cương của YouTube. Wow, đây là một lời sấm truyền đến từ Lầy TV nha các bạn. Các bạn hãy để ý xem thử là cái lời sấm truyền này nó có ứng nghiệm hay không. Nếu mà nó ứng nghiệm thì tôi nghĩ sau khi mình đạt được cái nút kim cương này thì mình sẽ bắt nguyên tên Lầy TV về mình bỏ một lần. Mình cho mấy triệu đó một lời sấm truyền, mấy triệu một lời sấm truyền để mình kinh doanh. Bắt hết nhiều lần các bạn ạ. Ta bấm hai lần rồi, what the hell, ông nội này Lầy đến cùng luôn. Bấm một lần nha rồi. Các bạn nhớ bấm số lẻ nha các bạn, bấm đến lần bao nhiêu cũng được nhưng chắc chắn là nó phải là số lẻ. Ok, điện thoại bấm lại thêm lần nữa thì nó cũng dễ thương luôn. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi Osusu TV nha và Lầy TV luôn nha. Trời ơi, đậu xanh. Đúng là cái món quà siêu Lầy đến từ team siêu Lầy. Này, cảm ơn. Cảm ơn này. Cái gì đấy? Uống liên tục để đọc cho. Hỗ trợ tăng kích thước vòng 1 và vòng 3, tăng cường sinh lý, điều hòa nội tiết và cân bằng hormone nữ một cách tự nhiên. Hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa sơ vữa động mạch, chống tăng huyết áp người lãng xương bằng lượng như cầu thiết cung. Tôi đang đấy, uống đây. Tôi đang nghĩ là không biết bạn có đặt nhầm người không. Số lượng mỗi ngày uống 3 lần, uống trước bữa ăn. Uống vô đi. Có tay hiệp không? Oh, hay mày. Cô ạ. Trời ơi, quá à. Trời ơi, rất đỉnh quá à. Dạ. Thả mic ra. Quay lại. Rồi. Gì vậy? Mày nhảy ra. Không thầy. Không quên nước, không muốn nữa. Thôi lại tới nhà em uống. Nhớ đi nhà em. Ok, nhớ đo. Nhớ đo cho chị uống. Ok. Nhớ đo cho chị uống. Bên kia sau khi uống xong nhớ đo lại. Bây giờ em 90 rồi. Thôi mà chị qua đi. Sao giờ mò ra giờ mà 90. Rồi. Chơi ngu. Ấy. Chơi cái trò này vui nè. Cái trò rút gỗ á. Cái trò rút gỗ á. Không biết cái trò rút gỗ nhưng mà trò này nó có cái tên hơi tục một tí. Hát ai chịch trúng gỗ. Really nigga. Đó, thiệt mà. Trò này nó tên vậy mà. Nè. Đó là sẽ gắn cái con này vô. Xong rồi chúng ta khi nào mà chúng ta chỉnh chuẩn thì nó sẽ băng ra. Ơ cái gì đấy? Bánh hả? Bánh chuối gì vậy? Mình có thể review ngay luôn được không? Trời, nó thơm một cách bất ngờ luôn á. Mang mẹ không? Cái này là gì vậy? Đồ ăn luôn hả? Cái này là đồ ăn các bạn ơi. Trời ơi, biết tại sao tôi bập được đúng không? Đại mấy người đó đâu phải túi. Đây là những cái bút y có một cái son màu đỏ nè. Màu đỏ là mình là màu tôi rất là thích. Gớm. Bắp bắp. Màu đen đúng rồi. Màu đen với màu tím này rồi đúng không? Thủy luôn em. Đây là một cái giấy. Cảm ơn nha. Mở giấy đó. Ăn bánh không có cả. Chỉ có những bạn fan của mình mới là những người tâm lý nhất thôi. Những cái điều nhỏ nhặt như thế này. Trời ơi, lại đồ ăn nữa hả? Trời ơi, tôi không muốn mà, tôi không muốn bập
nữa đúng không Nano? Bớt mày. Đó thôi, đó, anh đó đó. Chỉ là một thơ tình. Ok. Happy birthday. Sinh nhật vui vẻ nha chị Bác. Đây là bạn Huệ Phục. Cảm ơn Huệ Phục. Hôm nay ta-da. Cái gì vậy? Mình xa xa, nó xa xa. Nhìn xa xa thì mình gần. Hả, nhìn xa xa nó xa cái gì xích? Hả? Ừ, xu đen quá rồi tặng chai dưỡng, dưỡng là dưỡng da, biết chưa? Lại body xem mình, bà đen quá. Son nữa nè. Lại tiếp tục là màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ quyến rũ đúng không các bạn? Ơ, cái này kỳ nè. Sao tặng này dưỡng trắng ăn sô-cô-la. Ăn sô-cô-la là dưỡng trắng. Béo mập đó. Ừ, biết rõ biết béo mập không? Trắng nõn mà mập mụn. Người ta gọi là ngon. Phải đời ngon. Bà ghê quá à. Son đẹp vậy chị ba, cho em đi. Ê, trên giữa nó có cái gì kìa? Ê, nó có cái gì vậy? Nè, 200 sô-cô-la. Sô-cô-la hả? Trời ơi, để nói là tôi không có muốn mập đâu mà mấy người kỳ quá à. Nè. Này là mã hồng đúng không? Đúng rồi. Đồ make up. Ui, cây nào đó lớp cỏ này quá. Trời ơi, son nè, trời đúng đẹp son luôn quá. Kim tuyến. Trời gì vậy? Đi chung luôn á. Chị thương chở. Sao tôi phải coi bạn nào mới được. Cái này khá là dễ thương thật á. Bạn Dạ Thảo. Em chào chị, em tên là Dạ Thảo. Em rất vui khi được gặp chị. Yeah. Nhưng các bạn cũng phải book em nha. Ok em. Cảm ơn em. À, vòng tay phong thủy. Quần áo nè. Ba. Trời, cái đồ này có phải tặng nhầm không vậy? Tặng cho con tôi hay gì vậy? Cái này tặng cho Nabi á, tính ra khảo là Nabi mặc vừa. Không, Nabi cũng không vừa luôn á. Thử đi Nabi. Trời ơi, hoa của người ta, con này. Đâu rồi, trời ơi. Đâu. Mày bó hoa của tôi. Thiệt luôn á, sau khi xong cái này giống như một cái bài diễn trường luôn á. Trời ơi, nhiều quá. Nhiều quá cho bớt đi. Quên đi. Quà tặng của người ta. Quà tặng fan của người ta. Ô, xin chúc sanh thần vui vẻ nha. Chúc chị sống lâu trăm tuổi. Chúc tỷ năm sương. Wow! Oh my god! Trời ơi, màu tím. Màu tím quyền lực. Đây là màu tím, gọi là màu tím gì nhỉ? Màu tím đậm á thì người ta gọi là màu tím gì đang tím trầm. Tím trầm nó ở ừ, tím đất hả? Hùng hả? Cam đất, hồng đất, đỏ đất còn gì có tím đất mày. Đây là một cái sổ. Sao cái bóp bà nội, bà nghĩ bóp. Bà ra cái sổ vậy? Bóp hả? Nè. Bóp màu hương. Wow! Được nè. Cho xong mấy bạn trẻ của mình dễ thương ta tặng cái món quà nào mà tôi cũng thấy rất hết trơn vậy. Hay tính ra thì mình để cái quà mà nó khui rồi hơi bần đúng không các bạn, nhưng mình sẽ thông cảm nha. Lát nữa mình sẽ xếp gọn ghẻ lại. Wow, con Nano hồi nãy mình nhớ là cái hộp này của gói đẹp lắm luôn á. Và tay trời ơi, đồ ăn nữa. Trời ơi, bánh tráng. Mùi bánh tráng Trung Cẩm Huy. Trời ơi, bánh tráng nè, trời ơi, tối nay có cái rồi đó nha. Thù má. Xì tinh. Dẫu thì chứ không. Người ta lại la. Được đó, được rồi. Bỏ vô một cái thùng gọi là thùng tiếp tế. Mắc cười quá à. Của ai vậy? Để coi, cái gì vậy? Không biết, dày, dày quá. Gút. Ừ, má màu đỏ luôn. Gút. Màu be. Vừa sai của mình luôn. Chắc bạn nghe chê là mình quá đàn ông cho nên kêu bê đê quá và mang guốc vô giùm tôi cái. Ok, cảm ơn bạn. Trời ơi má. Hợp với tôi không các bạn? Không, con thương lại múa bạc liêu. Tôi thề luôn á. Nói chị bấm nhạc quá. Tôi thề luôn á, tôi là bùng rộ múa trong đó rồi đó. Trời ơi. The hell. Phiêu 4-1. Trời ơi. Chị bác có tràn vào đê không nha? 4-1 là sao vậy? Thằng dở đó. Ôi. Tao thấy 4-1 rồi, tao biết không phải khăn giấy rồi. Có khăn giấy là 4-1. Cái chồng kìa. Ủa bố mà 4-1 là sao? Không biết luôn á. 4-1. Ê, có cái vòng luôn kìa. Ơi, vòng kìa. Vậy không vậy đâu. À, ghê quá. Tặng Nan Ngu đó. Ai? Tặng bà đó. Tặng Nan Ngu đó. Tặng bà đó. Thôi bà, tặng Nan Ngu đó mà. Thôi bà đó. Bà ngại gì mà. Thôi bà đó. Thôi bà đó. Nói vậy thôi
Ủa cái gì mà thầy vậy? Đó, đó, đó. Thôi, bỏ qua đi, coi như tôi chưa hỏi gì. Quá trời heo, cái gì vậy? Mấy bạn trẻ bị gì vậy? Đồ ăn nữa nè. Trời ơi, đã nói là không muốn mặc nữa mà. Đồ ăn nè. Một đô. Có ý nghĩa gì ta? Là một là nhất, đúng không? À, một là nhất. Cái lỗ tai cái này hình như là của Hương bé đúng không? Không nhớ nữa. Cái lỗ tai tôi nó nhỏ này xu là nhất. Đó, ý vậy đó. Kẹo nè. Đồ ăn không mấy men ơi. Mở này. Trời ơi, nó mở đồ ăn nguyên một thùng luôn. Hồi nãy cái thùng nó tới đây luôn mà bây giờ nó hẹp xuống còn có nữa. Wow, làm gì cái đó? Su béo. Happy birthday to you. Nhớ hồi trước có cái loại gì mà lúc mà mình còn học cấp 3 là có gì nhờ? Tranh tường hả ta? Với tranh tường, với mày báo tường. Ờ đúng rồi, báo tường. Nhớ tới báo tường hồi xưa. Đây là một cái túi màu hường. Một cái bịt mắt màu hường. Một cái quạt tay màu hường. Một cái quyển sổ màu hường. Trời ơi, một con nai màu hường. Cuốn hường rồi. Và một cái thiệp hèn quá không phải màu hường. Happy birthday. Em chúc chị Bắp sinh nhật vui vẻ, có nhiều niềm vui hơn, lúc nào cũng thành công trong công việc nha chị. Thật ra em biết Bắp lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên em tặng quà cho Bắp. Quá thì sao? Tháng nào tôi cũng có sinh nhật mà. Không biết Bắp thích gì nên em mua những thứ mà Bắp có thể dùng được thôi nha. À mà Bắp nhớ chôn The Win Team nhiều nhiều lên nha. Em thấy Bắp dạo này hiền quá rồi đó. Tôi hiền quá rồi phải không? Cho dù sau này chị có quyết định gì nhưng để em vẫn ủng hộ chơi bên cạnh chơi. Không biết em có thể đi cùng chị trên con đường này bao lâu. Nhưng em hy vọng là có thể mãi mãi ra luôn giúp chị. Vì chị bắt nhiều đơn đi. Ok, bây giờ thì mình và Nangu đã khui hết quà của các bạn. Và đây còn có hai bó hoa. Hoa đây là một loại hoa gì đó rất là lạ. Mình không biết nhưng mà nó cực kỳ thơm. Quá đẹp đúng không? Và đây nữa. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này. Mặc dù cái background lúc đầu lúc sau thì nó hơi khác nhưng mà cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn nhớ để lại một like và subscribe Osusu TV để xem những video tiếp theo của mình nha. Bây giờ mình sẽ giúp nữa. Bye bye. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Mua.